Vâng, hello các bạn. Để mà đưa thành phố An Nhơn lên, đưa thị xã An Nhơn lên là thành phố trong năm 2025 thì thành phố An Nhơn hiện nay chuẩn bị rất nhiều cơ sở vật chất, đường xá này kia, rồi bên kênh Quy Nhơn City cũng quay rất nhiều cho các bạn khán giả xem rồi. Vâng, đây là trong hình là khách sạn 4 sao đặt tại thành phố An Nhơn nha các bạn. Đường vào thành phố An Nhơn đây, đây là đường cũ này bạn, đường quốc lộ 1A cũ này đấy, khách sạn 4 sao nha các bạn. Hiện tại thì theo phòng quan sát thì khách sạn Red 4 sao đang hoàn thành những cái công đoạn cuối các bạn, đang hoàn thành những công đoạn cuối, điện đài đồ các ngày buổi tối thì họ đã thắp sáng rồi, thì còn đang làm các việc như là khuôn viên cây xanh vỉa hè nữa là xong, chứ còn trong nội thất ở trong thì mình nghĩ là xong rồi đó. Hôm nào có dịp thì mình sẽ vào tham quan. Theo cái tốc độ này thì khoảng không lâu nữa đâu thì khách sạn 4 sao Red Hotel này sẽ đưa vào sử dụng. Mình nghĩ đây là khách sạn 4 sao đầu tiên ở thị xã An Nhơn và sau này là thành phố An Nhơn các bạn. Chắc chắn là thành phố sẽ trưng dụng cái khách sạn này để mà làm những cái lễ hội lớn sau này khi mà thành phố An Nhơn tiếp khi mà thành phố thị xã An Nhơn lên thành phố An Nhơn đấy, như là đón các đoàn khách quan chức rồi tổ chức hội nghị họp hành gì đó các bạn. Tại vì theo quan sát của mình hiện tại thì An Nhơn chưa có khách sạn lớn như thế này đấy. Có một điều mình thấy khách sạn này vẫn còn đặt các cái cục nóng ở bên ngoài cửa khách sạn các bạn. Điều này rất là xấu nha. Điều này rất là lạc hậu luôn. Xấu đấy. Nếu mà hồi mà đặt nó trên trần thượng tập trung lại. Chứ hiện tại bây giờ khách sạn người ta cũng không ai để những cái cục nóng thì cách đây 20-30 năm về trước đó các bạn. Đấy. Vâng, ok, mình sang gần hơn để mà quay rõ hơn các bạn nhé. Đây là bên phía bên hông một xíu. Đấy, khách sạn thì khoảng tầm 10 tầng hoặc là hơn 10 tầng một xíu các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, khoảng là 7 tầng phòng ngủ. Còn ở phía dưới là 3 tầng nhà hàng và sảnh các bạn. Đấy. Đây. Đây là đường đi dọc thị xã An Nhơn các bạn. Dọc thị xã An Nhơn, cái cầu kia là cầu đường sắt nha. Đấy. Mình thấy là khuôn viên của khách sạn này rất là rộng. Rất là rộng luôn bạn, phía sau thì họ làm như là nhà hàng cà phê. Đấy. Rộng lắm. Tổ chức hội nghị thì rất ok luôn. Các bạn rất ok luôn, rất là đẹp nha. Đấy, hồi nãy mình nói các cục nóng mà bác nổi ngồi thì nhìn khách sạn không có được sang các bạn nha. Đây là mình làm khách sạn nhiều năm rồi mình biết. Bây giờ thì không ai bắt cái cục nóng như thế này nữa các bạn, không còn sang, không có sang các bạn. Nhưng mà như vậy thì khách sạn lớn đầu tiên thì sẽ An Nhơn như thế này là ok rồi. Có thể các cái nhà ở dưới là tổ chức tiệc cưới các bạn nha, tổ chức tiệc cưới rồi hội nghị đó, dùng cho sau này thành phố An Nhơn có thể trưng dụng để mà tổ chức các cuộc hội nghị lớn sau này, đưa thị xã An Nhơn lên thành phố sau này các bạn. Các cận cảnh nha. Đấy.
sạn công viên đó bạn, đẹp. Mình nghĩ là công viên rất đẹp. Có một cái điểm trừ vậy thôi, có điểm trừ là cục nóng, bác cả ngồi thì không được sang. Ở phía sau là có một cái nhà nữa nè bạn, mình nghĩ là nhà hàng cà phê đó. Tại vì phía sau này nó có một hòn non bộ rất là lớn đấy. Bên cạnh là dòng sông Côn các bạn nha. Tiến độ này thì mình nghĩ tầm 1 đến 2 tháng nữa là xong các bạn nha. Xong hoàn toàn. Đấy, cạnh có mấy khu biệt thự ok nè bạn, rất là to luôn. Đó, hòn non bộ nè bạn. Đấy. Đây là phía sau của khách sạn này. Mấy khu vực cạnh khách sạn ở đây có một cái công viên nhỏ này bạn. Đấy, bên này ok. Đường xe rộng rãi rồi, khuôn viên xung quanh ok. Đấy. Bên đây cũng vậy các bạn, cũng nóng thì cũng được lắp ở ngoài cửa sổ. Khu vực khu đô thị mới của thị xã An Nhơn nè bạn. Khu này toàn là nhà biệt thự thôi nhé, nhà lớn.